Lũy kế 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ cấp mới đăng ký kinh doanh cho 870 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh nêu trên đạt 43,5% kế hoạch năm và giảm 9,75% so cùng kỳ, với tổng vốn điều lệ 5.800 tỷ đồng, đạt 41,43% kế hoạch và tăng 3,63% so với cùng kỳ. Giải thể 68 lượt doanh nghiệp các loại hình, giảm 23,6% so cùng kỳ. Lũy kế tính đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, tình hình biến động giải thể bỏ địa điểm kinh doanh, tạm ngưng với tổng số 1.218 doanh nghiệp, tăng 3,22% so với cùng kỳ.